khoảng là 300 mấy chục năm trước. Ở Việt Nam thì có vài cái di tích cổ là nó là có mái ngói. Rồi, bấm rồi đó, bấm rồi đó. Đây là cầu Ngói Thanh Toàn ở ngoại ô Huế. Ở Huế thì có cái cây cầu này còn giữ lại được cái di tích cổ, hình như là theo mình biết là như mấy trăm năm rồi. Cái trụ những cái tà là bằng gỗ. Những cây gỗ này nó ngâm dưới nước rất là lâu nhưng mà nó không bị mục. Cái mái ngói là mái ngói cổ luôn. Mình rất là thích cái bến đò này nha. Bến đò quá đã luôn rồi. Xong là đi vào. Đây cầu Ngói Thanh Toàn, đi vào bên trong coi có gì không nha. Đây là một cụ già chắc cũng ở đây luôn. Đây người ta cũng đi chợ qua đây nè đó, bác này đi chợ qua nè đó. Rồi ở dưới là ông này đang chạy lưới nè. Chạy lưới. Ô hay quá, có cái cầu xa xa luôn. Đây di tích nè, cầu Ngói Thanh Toàn nè đó. Đây, người ta đi chợ đi chùa qua đó. Ok yeah. À vậy là mình chuẩn bị mình lên cái ghe này, bây giờ phóng sự này quay phim này đó, mọi người chuẩn bị lên ghe để đi đi vòng vòng trên kênh bắt cá đó, chuẩn bị anh nó quay lại trở về với tuổi thơ quê hương. Đây đây là chú, đây bữa nào về là có phim gửi cho chú coi luôn. Rồi, cho mọi người đầy đủ luôn đó đó. Đây đó, đàn chúng ta đang đi lên ghe, đang đi đi qua chỗ cầu Ngói Thanh Toàn đúng không đó, quá đẹp luôn kìa đó. Chụp với hai bà chị ở, một bà là ở bên Úc về, còn một bà là ở Gia Nã Đại. Đây em đang quay phim chụp hình nè đó. Đây nè, nhìn đây nè, đang đánh lưới nè. Đây đang giăng lưới, chống xào giăng lưới luôn. Đang giăng lưới. Ồ quá đã luôn nha, giăng lưới bắt cá nha. Đó rồi. Đó. Rồi bên kia quay phim lại đi, bên kia quay phim lại đi. Đang giăng lưới bên này nè, quay phim lại. Đó. 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 Ồ đẹp quá luôn á. Lát trao đổi nha. Ồ đang quay phim luôn á Đà, đang quay phim luôn. Alo, hello. Đây đang đang thả lưới, là cái cách thả lưới ở người ở quê là vậy đó, thả lưới xuống vậy đó đó. Hồi xưa là dân mình đây làm lưới này bằng sắt quấn ngay dư ở cái lưới á. À hồi xưa là làm lưới bằng cái gì? Bằng này đó. À định bắt cá. Ở đây là sống bằng nghề chạy lưới mà phải không? Ừ. Đang quay phim nha, mấy bà chị cứ chèo thoải mái đi đó. Dễ gì có được cái cảnh này, ngồi ghe chèo mà có người quay phim, mà phía sau á là có cái cầu Ngói Thanh Toàn nữa, rất là đẹp. Quá đẹp luôn á, phải nói là quá đẹp chứ. Quá vui luôn.